Em xin chào toàn thể quý cô chú anh chị em hoan trên cả nước nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2021. Em Phúc lại tiếp tục lên chia sẻ một số mặt hàng hoa lan phi điệp cho cô chú anh chị em cùng sưu tầm nhé. Hôm nay mặt hàng hoa rất chi đẹp hoa chỉ có phi đẹp nhé. Ngoài ra em vẫn vẫn còn à, những hàng dòng đơn thân như là cáo, trồn, nhạn, quế nhé. Em còn vẫn còn anh chị em nào thích thì em sẽ quay video riêng nhé. Còn hôm nay này em chỉ nên uh, phi đẹp thôi. Hôm nay thật sự phi đẹp hôm nay là quá đẹp luôn. Hôm nay là đa phần là hàng hàng thân lá đẹp và hàng mặt hoa nhé. Em xin phép đi vào đơn số 1 của em ngày hôm nay nhé Đơn số 1 của em hay là một giò mít này Một giò lá mít này Anh chị em thấy không Mít, mít này là dòng mít lá mít rụt dịt của Hòa Bình nhé Mít, mít thân nù nhé Mít to thân nù rụt rịt, lá mít, mít lá gân nhé mít. Em nói thật sự Chưa có nô nào là đẹp như nô này luôn Hôm qua em đã bán một phiên đầu tiên nhé Hôm nay là phiên thứ hai nhé Em nghĩ chắc em chỉ còn phiên hôm nay là Phiên hôm nay hoặc là một ngày mai là em giữ một ít ngày mai để bán lấy tương tác nhé Đơn đầu tiên em để với giá là 400 nghìn nhé bốn thân này nhiều bác bảo ô sao em bán đắt thế em thật tiền nào của đấy có những giò to tướng em bán như giò kia bán có 300 nghìn, 250 nghìn thôi nhưng mà thật sự mít nó là hàng nó là hàng hàng thân lá đẹp anh chị em uh, chơi sự sưu tầm thì cũng biết rồi mà để một kim mít đẹp này thì nếu họ bóc tách ra họ bán livestream chim em thật họ bán nai chim chắc chắn kia này chắc chắn nó rơi khoảng tầm độ 150 nghìn, 150 000 kia đẹp này còn còn còn, còn khó ấy, còn không có anh xem nhìn bản lá chưa đây là chỉ là năm nhất thôi nhé nhưng mà cực kỳ đẹp luôn này nó đẹp lắm mít ra gần đấy mít ra gần hòa bình nhé em chuyển đơn số 2 đơn số 2 của em cũng là một dòng lá mít gân của hòa bình nhưng mà hai hai dòng này khác nhau nhé hai dòng này khác nhau này dòng này thân nó sáng hơn sân kẻ chỉ sáng hơn dòng trước kia bản lá thì nó gân nó 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 gân nó nó dày hơn lá nó dày hơn gân, gân, thì cũng như nhau nhưng lá nó dày hơn đơn mít số 2 này em đã để giá là 500 trăm nghìn nhé em cũng không còn nhiều đâu hôm nay em chọn những giò đẹp nhất em bán thôi ngày mai cũng là phiên mót thôi anh chị em có thể cảm nhận được một giò mít nó đẹp mức độ nào thật sự nó chỉ là năm nhất thôi nhưng mà nó đây nó bắt đầu vào nù nhá sau đó nó nù to nó bằng ngón tay cái kia năm nhất nó bằng ngón tay cái này. nó đẹp thật sự nó đẹp không không tùy vết luôn giò mít này đơn số hai để giá 500 trăm nghìn nhá nó đẹp kinh khủng luôn em chỉ đơn số 3 đơn số 3 cũng là một giò mít lá gân của hòa bình ba dòng hôm nay bán ba dòng khác nhau nhé dòng này là dòng khác nhé cũng là dòng mít lá gân này cũng chỉ là kia năm nhất thôi nhưng nó đẹp lắm thật sự những cái giò mẹ nó em em phải không thể sưu tầm những giò mẹ được thật sự giò mẹ giá nó họ cao lắm những giò mẹ cũng có những giò mít mười mấy hai mươi triệu cơ nhưng mà kỳ thì nó là bình thường thôi những giò nái nó đắt tiền lắm em chuyển sang đơn số 3, đơn số 3 mà là em để giá là hai trăm năm mươi nghìn nhé ba thân này gồm có ba thân nhé hai trăm năm mươi nghìn sang năm thì nó cực kỳ đẹp luôn em chuyển sang đơn số 4, đơn số bốn em một giò mít lá gân của đơn giống đơn, giống đồng, đơn, dòng đầu tiên nhé dòng đầu tiên anh chị nhìn ná này đấy nhìn cái ná đã phê thật sự nó thì nó phê kinh khủng luôn em để với giá là 450 000 nhá Hôm có bao nhiêu 2, 4, 2, 4, 6 thân đấy 6 thân có 450 000 đấy Một giòn lá mít nhá Mít anh chị em nhìn này Đây, đây là mít nhá Mít lá gân Lá nhựa nó dày cộp luôn đấy Em chuyển sang đơn số 5 của em nay là một giò trầm nhá Một giò trầm Một giò trầm bắt đầu bắt đầu vào thắt ngọn này Thân thì thân bắt đầu thắt này Bắt đầu béo này Trầm thì hoa thơm lắm Em để giá là 400 000 nhá 400 000 cho một giò trầm này nhá 400 000 sang năm là trầm nó say hoa mà đây trầm anh chị em nhìn thấy Có 10 phân này 10 phân là nó ra hoa nhé Năm trước có 10 phân nó ra hoa này 400 000 cho giò trầm đấy nhé Em chuyển đơn số 6 Đơn số 6 em là cũng là một uh, giò nam ít nhé Một giò nam ít này Anh chị em nhìn này này nhìn bản lá này Nhìn chưa Nhìn nó phê lắm Này Năm 1 nhé Sang năm thứ hai anh chị em chăm tốt thì nó đã khác ngay cách đây khoảng tầm độ một tháng rưỡi trước em đã chia sẻ là cái nô no năm thứ hai đấy anh chị em nào mà sưu tầm được rồi thì cực kỳ đẹp luôn nhưng mà hôm nay này, hôm nay em chỉ em em chỉ chia sẻ một dòng thôi hoặc là ba dòng khác nhau nhé đấy anh chị em nào hôm trước mà sưu tầm được cái nô no đấy em nó đã đẹp rồi đến năm mới là năm thứ hai nhìn nó phê kinh khủng luôn đơn này em để giá 500.000 trăm nghìn nhé năm trăm nghìn này một giò này sang năm thì thành một giò khủng này mít thân thủ nhá mít thân thủ lá gân hòa bình nhá thật sự hòa bình là dòng mít là em thấy nó là top đầu của việt nam mình luôn anh chị em nhìn, nhìn cái thân em cắt khúc ươm kia năm ngoái chưa này, này đấy nó nuôi năm cái kia trên năm cái kia này mà bây giờ nó anh chị em nhìn nó vẫn bằng ngon tay cái này không kém gì ngon tay cái các em nó dòng thân thủ khủng khiếp luôn em chuyển đơn số 6 nhá đơn số 6 em làm một dọc là ít mít nhá mít gân hòa bình là, là, giống đơn số 2 này cùng giống đơn số 2 này anh chị em nhìn nhìn nó phê không thân kẻ chỉ nó phê không giò mẹ nhìn nó phê khủng khiếp luôn giò mẹ thì em không có nhá đây là anh em chia sẻ lại cho em nhé Giò mẹ thì mình không 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 mua nổi thật sự bây giờ đắt hơn cả hàng va. Một giò mẹ đây một thật sự bây giờ đắt hơn hàng va, phú thọ HO thì không thể đổi được những giò nam mít đấy được. Em quay gần cho anh chị em ngắm này, nó gần này, nhìn nó phê khủng khiếp luôn, giò này thì nó đẹp không tì vết luôn. Em để giá 550 000 nhá, đơn số 6. Em chuyển đến đơn số 7, đơn cuối cùng mít của em ngày hôm nay nhé Đơn số 7 em báo giá luôn 480 000 này, cùng có bao nhiêu? 3 này, 2 này, 4 này, 7 thân. Ôi, thôi em 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 nữa đăng này thôi em chưa kiểm tra thân đúng bảy thân thật bảy thân nhé cái giò này anh chị em nào sưu tầm được một giò này được hai giống luôn nhá đây giống này này giống giống này và giống này là hai giống khác nhau nhé trong này cũng có hai giống này. đây đây một giống kẻ chỉ sáng này cũng là mít nhá mít cực kỳ đẹp luôn bên này là đơn là giống đơn số 1 của em này thật sự đơn này em báo báo thôi em nỡ báo thôi ra không, không cũng em không chỉnh đơn nữa 480 000 nhá gồm có 4 kỳ này gồm có 4 kỳ này 4 kỳ mít mít rụt này nó đẹp không tùy vết luôn 4 kỳ nhá 4 kg và 3 và 3 kỳ là bên uh, bên dòng kẻ chỉ sáng này nhé Em để giá giá nó 480 000 thật sự đơn này là rẻ nhất trong ngày hôm nay, chắc chắn là rẻ nhất rồi. 7 thân này. Em chuyển lên tiếp theo này. Đấy, bây giờ lại sang lên hàng rẻ tiền này. Mía tím Hòa Bình nhé thật sự dòng này thân thủ thì nó khủng khiếp này. Dòng mía tím Hòa Bình em không đến bao nhiêu ngọn đâu anh chị em cứ tự xem tự biết này. 1 2 3 4 5 6 7 nói chung là ngắn dài nó nhiều lắm. Em để giá 300 000 thôi, một giò to khủng. <laughs> Có 300 000 thôi nhé Em chuyển lên tiếp theo một giỏ ám cổ Văn Giang nhá. Một giỏ ám cổ Văn Giang thì nhiều đầu lắm, 1 2 3 4 5 6 nói chung là 9 10 11 mười mấy đầu thì ngắn dài nhá. Em để giá 600 000 giỏ này nhá, nó nhiều đầu lắm, sang năm thì thật sự là thành một búi khủng khiếp luôn. Giỏ này là về anh nào bác nào mà sưu tầm về là phải thay chậu nhá. Chậu này phải thay được sang năm nó bây giờ là thay chậu được rồi. Ngâm nước cái nước cả nước cả tảng đặt sang chậu mới sang năm là là thành bụi to. Chậu ở sang năm là là không không đủ ăn rồi. Em chuyển sang đơn tiếp theo nhé Đơn tiếp theo là này em không đánh số nhé Cũng có một đơn này hai đơn này ba đơn này bốn đơn này năm đơn nhé năm đơn toàn là ám cổ văn giang nhé ám cổ văn giang nhé. cây cực kỳ cây cực kỳ sinh luôn này anh chị em nhìn không ám cổ văn giang nhé em ám cổ văn giang thì em cũng không còn nhiều đâu nói chung là chắc lại một hai phiên là, này, em em sẽ chuyển sang mặt hàng mới nhé em để đồng giá là 200 trăm hai thôi em để 200 trăm thôi thật sự em bán em hôm nay là vừa bán vừa 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 bán là vừa bán là vừa chia sẻ cho anh chị em cùng sưu tầm cho dễ nhé có 200.000 đơn này đơn này cực kỳ đẹp đơn này thì đẹp lắm đơn này thì quá rẻ luôn ba thân thật sự rẻ hơn cả hàng thường luôn đây cũng hay 200 nhé 1 2 3 4 5 em để đồng giá là 200 nhé Bác nào lấy trước thì được chọn đơn trước nhé một đơn số 1 số 2 số 3 số 4 lần lượt theo số thứ tự nhé em quay tổng thể lại các đơn hàng này làm của Văn Giang Mỹ tím hòa bình này thật sự mít hôm nay cũng có ba bảy đơn mít nhé mỗi hôm hôm qua em chia sẻ bảy đơn nhưng mà thành bán ra ngoài thành mất bán em mất 12 đơn hôm nay cũng chia sẻ bảy đơn đấy nhé còn nốt ngày ngày hôm nay và ngày mai nữa đẹp không tùy vết luôn thật sự đâu anh chị em nhìn ngắm những, những thân mít này nó đẹp nhìn ngoài mới phê bác nào hôm qua mà chốt em rồi về nhà nhìn thì em khẳng định một câu là không không ai có thể là là là, có thể là là là, là bảo là đẹp hay không đẹp được vì nó quá đẹp luôn em cũng chả biết nói nào nữa Do này thật sự mít là gần thân kẻ chỉ hôm qua bán có một đơn là đơn số 5 phải đến bao nhiêu bác chốt nhưng mà không không còn nữa. Hôm nay em lại tiếp tục được vì nhiều bác hỏi quá em em báo ngoài xong hôm sau em thật sự bán hàng ai cũng thích thật nhưng mà bán hết xong đến lúc này không có không còn hàng bán nữa, không không mình không mất cái tương tác ấy. em muốn bán đều mỗi hôm mỗi hôm bán một ít. Anh chị em cùng giao lưu, đơn số 1 này đẹp, 400 000 quá đẹp luôn thật sự. Vâng, em cảm ơn cô chú anh chị em nhé. Em cảm ơn cả nhà.